Hãy nhìn hai người này nè, bạn có thể đoán ai trong số họ chỉ đang cải trang và không phải phụ nữ thật không? Là người này đây, người mặc váy hồng ấy. Hãy nhìn kỹ hơn, cô ấy có mái tóc vàng nhưng có lông đen trên cánh tay. Ngoài ra, bạn có thể thấy tóc đen tự nhiên tuột xuống dưới bộ tóc giả nữa. Được rồi, ta hãy cố gắng tìm thêm một số kẻ mạo danh nhé. Có hai phụ nữ đang mang thai, bạn có thể biết ai không thực sự có thai. Phải là cô này, tuy có bụng to nhưng việc đi giày cao gót lại rất đáng ngờ. Hãy nhìn hai người này, một trong số đó là xác ướp trốn thoát khỏi Ai Cập cổ đại. Đừng hỏi sao mà ra nông nổi thế, nó không thực sự quan trọng, chỉ cần tìm ra xác ướp thôi. Lựa chọn của bạn là gì? Là kẻ này, hãy nhìn vào mắt cá chân ấy, có một mảnh băng tuột ra khỏi quần kia kìa. Dara đến bệnh viện để chụp X-quang. Hai bác sĩ sẵn sàng chăm sóc cô, nhưng một trong số họ không phải là bác sĩ thực sự. Hãy nhìn kỹ các bác sĩ nhé. Ai không phải là bác sĩ thật ở đây? Chính là người đàn ông này đây. Hãy xem, anh ta trông chẳng giống người trong bức ảnh trên huy hiệu chút nào. Chắc chắn gã đã ăn trộm bộ đồng phục rồi. Bà Cook đi công tác, ba cô con gái của bà ở nhà với nhau. Khi bà Cook quay lại vào ngày hôm sau, bà phát hiện xe của mình bị hỏng. Rõ ràng là một trong số những cô con gái của bà đã vô tình lấy nó và làm đâm xe vào đâu đó. Nhưng không ai trong ba người chịu trách nhiệm cả. Shay nói rằng cô ấy chưa rời khỏi nhà. Laura kể hôm đó bạn đã đón cô đi học. Amelia nói rằng cô ấy đã bắt xe buýt. Ai đã đâm xe? Nhìn vào bên trong xe thử xem, có một cái túi. Nếu để ý, bạn có thể nhận thấy rằng ngay ba cô rời đi, Amelia cầm chiếc túi này. Vậy ra người đâm xe là cô ấy. Nà thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy sau một tuần dài vất vả. Cô đói quá nên quyết định tự làm bữa sáng. Nà có một thá trứng, cô đập vỡ ba quả trứng, chiên ba quả và ăn ba quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng? Còn lại 9 quả trứng, Na đập vỡ, chiên và ăn chính xác 3 quả trứng thôi. Esme đang đi bộ xuyên rừng và bị lạc. Sau nhiều giờ lang thang khắp nơi, cô tìm thấy ngôi nhà của một phù thủy. Cô bước vào, vuốt ve một con mèo và nhờ một phù thủy đưa cô về nhà. Phù thủy đang chế tạo một loại thuốc mới và yêu cầu Esme đưa cho bà một cái cây trên kệ. Esme đi tới đó, nhưng có tận 5 loại cây. Cái nào đây? Cô thắc mắc. Không phải cây ở giữa, cũng không phải cây nhỏ nhất. Ngoài ra, đừng lấy cây ở cạnh bông hoa màu hồng. Vậy cô ấy cần cây nào? Vậy thì đó là cây ở bên trái, hoặc chính là hoa màu hồng. Nhưng trong trường hợp đó, chẳng phải một phù thủy sẽ nói luôn như vậy sao? Khả năng cao là thế. Mụ ta có vẻ hài lòng nên lần này Esme sẽ được về nhà. Mova đang ở trong một công viên gần nhà nọ và thấy một chiếc ví. Chắc có người để quên nên cô mang đến khu vực đồ thất lạc. Người ta nhận lấy và nói sẽ trả lại cho chủ nhân. Cuối ngày có ba người phụ nữ đến đòi lại chiếc ví. Mỗi người đều nói rằng chiếc ví đó thuộc về họ. Hãy nhìn vào bên trong chiếc ví và quyết định xem nó thực sự thuộc về ai nhé. Nhìn này, có son môi trong ví, chỉ có một người phụ nữ tô son cùng màu thôi, và chính là người này. Vì vậy, chiếc ví hẳn phải thuộc về cô ấy. Chúng ta hãy ở lại khu đồ thất lạc một thời gian nhé. Còn nhiều thứ để trả lại cho chủ nhân của chúng. Ví dụ như chiếc ví này chẳng hạn, có ba người cho rằng nó thuộc về họ, nhưng ai mới là chủ sở hữu thật sự?
nhìn kia có một thẻ căn cước, trong đó có ảnh của anh chàng này nên chắc chắn là ví của anh ta rồi. Có một chiếc ba lô và ba người đang đòi lại nó. Bạn có thể nhìn vào bên trong, bạn nghĩ chiếc ba lô đó thuộc về ai? Có một chiếc áo khoác rất phù hợp với đôi giày thể thao của cô gái này, hẳn là của cô ấy rồi. Bạn có thể chọn được chủ nhân của chiếc ví trong số 3 người này không? Nhìn này, trên ví có một chiếc charm có chữ Ella. Cô gái ở giữa này cũng có một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền có dòng chữ Ella. Chắc là ví của cô ấy đấy. Ronnie và Liana đang khám phá một khu rừng ngay bên ngoài thị trấn của họ và tìm thấy một khách sạn bỏ hoang. Tất nhiên, họ bước vào để nhìn xung quanh. Khi họ vào một trong những căn phòng, một cái lồng rơi xuống và nhốt hai người bên trong. Có ba lọ thuốc, mỗi lọ thuốc chỉ có tác dụng trong 10 phút thôi. Nếu họ uống thuốc màu tím, họ sẽ biến thành con vật đầu tiên cả hai nhìn thấy. Nếu họ uống thuốc màu xanh, hai cô gái sẽ có thể bay. Nếu họ uống thuốc cam, họ sẽ hoán đổi cơ thể cho nhau. Hai cô nàng nên uống loại thuốc nào? Nhìn kia, có một con chuột nhỏ trong phòng. Nếu uống lọ thuốc màu tím, hai cô bạn có thể biến thành chuột và đủ nhỏ để trốn qua lồng. Sau đó họ làm gì lại là chuyện khác. Ines đang học ở một trường nội trú. Cô thường ở lại thư viện đến khuya vì không muốn dành thời gian với bạn cùng phòng. Một ngày nọ, cô tìm thấy một ngục tối. Tất nhiên là cô bước vào để xem có gì ở đó rồi. Cô tìm thấy một chồng sách cũ và một cuốn nhật ký chứa đầy những ký hiệu kỳ lạ. Bạn có thể giúp cô ấy giải mã tên người mà cuốn nhật ký này thuộc về không? Đối với mỗi chữ cái, có một kết hợp đường viền và dấu chấm duy nhất. Để giải mã, Ines chỉ cần tìm ra chữ cái tương ứng. Nếu làm đúng, cô sẽ nhận được cái tên Marion. Một nhóm bạn đang tiệc tùng vào tối thứ sáu ở một khu phố nọ. Sáng hôm sau, ông Johnson đến cửa hàng nhỏ của mình và phát hiện cửa kính đã bị vỡ. Không có gì bị mất trộm, nhưng ông đã báo cảnh sát vì muốn thay mặt kính. Cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của ba người trên chai, Nova, Ayla và Amen. Bạn nào đã ném chai vào cửa kính? Đó là Amen, dấu vân tay của anh ta lộn ngược và nằm trên cổ chai. Điều này có nghĩa là anh không cầm chai để uống mà lộn ngược để ném nó. Một nhóm người máy đến trái đất để nghiên cứu hành vi của con người. Cảnh sát đã phát hiện ra sự việc và tỏ ra lo ngại. Họ muốn theo dõi mọi người máy và thẩm vấn họ. Hãy giúp họ tìm ra một vài người máy cải trang. Hãy nhìn vào hai người này ở đây nhé. Một trong số họ không phải là con người, nhưng là ai? Đó là anh chàng có đuôi này. Anh không đủ cẩn thận để ăn mặc chỉnh tề. Đây là một cặp khác. Cả hai đều có vẻ khá bình thường. Nhưng một trong những người phụ nữ này là người máy. Bạn có thể tìm ra cô ấy không? Hẳn là cô này rồi. Màu mắt của cô ấy là màu cam. Điều mà con người không thể làm được. Nhìn kia, có hai kẻ khả nghi trong cửa hàng tạp hóa. À không, chỉ có một người máy thôi. Ai nhỉ? Là kẻ này, người có chân của người máy. Ui, anh ta quên che nó lại rồi. Sau đó, cảnh sát tiến đến những ngôi nhà khác nhau. Hôm nay, một cán bộ đã khám xét hai ngôi nhà này. Người máy sống ở ngôi nhà nào? Nhìn kia, có xăng trên quầy bếp, đó chắc chắn là nơi cư trú của người máy rồi. Bạn đang làm rất tốt đấy, giờ hãy nhìn vào hai phòng tắm này. Bạn có phát hiện ra điều gì đáng ngờ và tìm ra phòng tắm không thuộc về con người không?
Hãy nhìn xem, có một cái cờ lê thay vì bàn chải đánh răng. Tôi cá đó là cái đó. Một nữ diễn viên trẻ, Jeno, đang ở tại một khách sạn ở Miami. Đột nhiên cô hét toáng lên. Thám tử Calhoun đang uống cốc tài ngay cạnh ban công nhà cô, nên anh bước vào và hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô gái có vẻ sợ hãi. Một người đàn ông mặc đồ đen vừa đột nhập vào phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng cào ở lỗ khóa. Sau đó anh ta mở cửa ra và nắm lấy tay tôi. Tôi hét lên thì anh ta bỏ chạy. Thám tử Calhoun không tin cô. Tại sao? Cửa phòng mở vào trong và bây giờ nó đã được chất đầy các hộp. Nếu ai đó đã mở nó và bước vào, những chiếc hộp sẽ bị đẩy đổ hết. Luna muốn đến bữa tiệc mà bạn cùng lớp tổ chức nhưng mẹ không cho cô đi. Tuy nhiên mẹ cô cũng thấy không vui nên nói: "Nếu con cần ra khỏi phòng một lát, con có thể đến thăm ông bà ở trang trại ngỗng của họ vào cuối tuần." Luna đồng ý nhưng cô quyết định lừa mẹ. Thay vì đến nhà ông bà, Luna lại đi dự tiệc. Khi cô về đến nhà, mẹ cô hỏi cô cuối tuần thế nào. Luna trả lời rằng cô đã rất vui, dành nhiều thời gian ở ngoài vườn và chịu trách nhiệm cho gà ăn hàng ngày. Mẹ cô biết ngay là con đang nói dối, sao lại thế? Đó không phải là trang trại gà mà là trang trại ngỗng. Nếu Luna thực sự có mặt ở trang trại thì cô bé đã không nhầm nhọt rồi.